Quá kỳ tiêu đi. Mấy tay chào à. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với kênh của Hồ Điệp. Ngày hôm nay tôi lại bắn ở dưới tự do của anh em ạ. Tại vì là không còn phòng nào, còn mỗi kênh tự do 1, kênh 2 này còn đông đông người anh em ạ. Thì bán được cái zoom hội hoa đăng. Thì hôm nay làm clip để cho ngày mai mình về quê. Mình về quê mấy hôm thì cũng phải làm một clip dự trữ trước để cho anh em coi đỡ. Nó chưa có thời gian để làm. Là hôm nay xuống tự do tí xem như nào. Chả biết anh em tự do bắn như nào, thôi xuống chơi vui vui tí, bắn giải trí tí anh em ạ. Đêm hôm mà bây giờ đột kích bây giờ nó cũng ấy. Mà trung cấp thì bây giờ không còn người. Quanh đi quẩn lại thì cũng muốn anh em ở lưu hia mới lại mấy anh em clan xung quanh đây. Ôi quý B này. Cái này mấy anh em 24 giờ quanh quanh đấy, chỉ có mấy BS mấy anh em thôi. Nói chung là bây giờ ở một người này đa số là không còn nhiều. Rồi chúng ta bắt này rút hẻ ma nhá anh em nhá. Lên hẻ ma chơi tí này. Đã từ rất lâu rồi mình ít khi đi rút lắm. Chúng to là chỉ rút thoải mái này. Nhưng mà trung cấp bây giờ mà rút thì vỡ hết mồm miệng anh em ạ. Các bạn bắn kinh lắm, anh em không tưởng tượng đâu. Ấy tự do rút thì cảm giác dễ. Trời ơi, tiền thủ nhà. Úi giời. Ôi, em thấy xe lắp mượt không? Quá mượt mày. Rồi tiếp tục đi hẻm A nào. Spam ngay câu anh em đăng ký YouTube Hồ Điệp Tiên Tử. Thầy Tiên. Anh lên nhóc kia bộ đéo sắp. Không sắp là bắn bữa đầu ấy. Bắn ở đây có vẻ dễ anh em nhỉ. Hay là nó cũng tùy tem ấy. Đêm hôm mà không hiểu sao. Mình không hiểu lắm. Tại vì là có những anh em pro thì không nhiệt. Những anh em bắn gà thì lại nhiệt ghê thế. Khuya rồi vẫn còn nhiệt. Sợ thật. Thì ạ, mới bố ngồi. Cứ như kiểu là không biết map ấy. Anh em ngồi đây cứ hồi sinh ở đâu là ngồi đấy thôi. Chả chạy đâu cả. Váng đầu mấy thanh niên. Có thanh niên kia đi đéo đâu rồi. Hẻm A miếc. Đã có hẻm A rồi. Đấy thì nhiều anh em nào có những cái ý kiến gì hay là có những cái skin gì hay những cái kỹ năng nào mà muốn tham khảo với mình thì cứ bảo mình. Ví dụ như là mình chưa biết cái chỗ này thì anh em có thể tham khảo với mình, có thể chia sẻ với mình. Nói chung là hộ đăng này mình thì cũng là người mới chơi thôi. Mới chơi được kích được có 25, hơn 25 một tí thì nói chung là cũng còn nhiều cái ấy lắm. Nhiều cái chưa biết lắm. Thế nên anh em biết cái gì hay là cái gì thì cứ chỉ bảo thêm. Trước kia mình chỉ là men ở Hotline thôi. Mình trước mình bắn Hotline thì ác, nhưng mà bây giờ thì chuyển sang được kích được 25. Các bạn xem Hotline của mình nó giải tán rồi, giải thể rồi. Trời ơi, bắn thế này, bắn 16-1 thế này. Thế mới chạy hết rồi. Thỉnh thoảng làm clip ở dưới tự do để cho anh em nó biết đến tên tuổi của mình. Đó. Nhìn thấy gót Hồ Điệp là thấy xanh mắt rồi. Hiện tại thì có rất nhiều anh em cứ bảo mình rồi nói xấu mình các thứ rồi không phục cái tài năng của mình thì mình kệ thôi. Tại vì là làm YouTube thì đôi khi là mình phải chấp nhận những cái mà nó có hai mặt của nó. Đợi, mình cũng không có trách anh em nói này nói thế kia, mình chẳng trách. Với những trận đấu thì không thực sự không phải là mình bắn đâu, nhưng mà anh em vẫn cứ chụp ảnh đăng lên nói mình thế này thế kia thôi kệ. Trình độ thì anh em đều biết, anh em trong clan mình cũng đều biết, cho nên là cũng không phải nói nhiều gì cả, mà anh em xem YouTube này thì cũng biết thôi. Nói chung là mình bắn thì có mức độ tầm trung thôi, cũng không phải là giỏi.
nhưng mà mấy anh em làm như thế thì cũng hơi quá. Nói thật các bạn là ví dụ như được cái ảnh ví dụ thắng clan mình thì có thể là đăng lên cái group của clan chẳng hạn. Đấy là mình cũng chỉ tham gia có bí thôi, còn anh em muốn như nào cũng được, mình không quan tâm lắm. Thì anh em có thể đăng lên group clan này, đâu nhất thiết anh em phải đăng lên những cái group lớn hay là đăng lên những cái group của chung của anh em đâu. Đấy thì mình cũng chỉ nói thôi, chứ còn thắng bại thì hôm nay thắng mai thua là bình thường chơi game mà. Đấy, thanh niên lại đứng cuối B này vãi trường thật. Thì thắng thua thì nó là cái chuyện bình thường mà. Nếu mà nói về việc bổ vì cái ảnh hay là vì cái này vì cái kia hay là vì mình làm YouTube mà ăn hành thì thật là nó quá là bình thường. Tại sao ấy các bạn chỉ có cái ảnh nhưng mình thì có hẳn cả một cái clip mình hành clan các bạn chẳng hạn thế. Đấy, nó ở hai mặt chứ làm sao mà ấy được. Các bạn vui mình ấy thôi chứ các bạn cứ đi dìm hàng dìm hiếc thì nó không hay lắm. Có thể là đăng lên group clan được nhưng mà bảo là đăng lên group của cộng đồng thì cái đấy mình nghĩ là không lên. Còn nếu mà bảo đăng group cộng đồng thì thật là mình clan nào mình hành rồi. Đấy, chưa clan nào mình chưa hành kìa. Thôi nói thế thôi chứ còn mình thì mình cũng không ngộ nhận là bro hay grip gì cả. Đấy là do anh em tự đặt thôi, còn mình không có nhận hay là không có ấy. Anh em tự biết, tự nghĩ, tự hiểu. Hôm nay xuống tự do chơi tí thôi. Lần này cũng không có thời gian chơi game nhiều, bận công việc còn về nhà thăm con thăm cái các thứ nữa. Để xuống giao lưu với anh em tự do tí, phòng thì nó không còn nhiều, đột kích bây giờ lõng lát rồi. Nói chung là chơi game thì cái mong muốn của mình thì mình chỉ mong muốn làm sao mà anh em chơi được với nhau, gần gũi được với nhau, để có thể gặp nhau uống nhau chén rượu hiểu không? Gặp nhau quen biết nhau trong cuộc sống thì là mình cảm thấy vui rồi, chứ không nhất thiết phải là vì tài độ ở game. Có cái đam mê YouTube của mình thì đam mê theo con đường của mình thôi, chứ mình không có đam mê theo cái kiểu là chơi game. Đấy thì anh em game nó chỉ là một thời gian thôi, game nó ở chỉ một thời gian thôi, mình cũng không quan tâm lắm, kệ. Mà có những bạn ấy có những bạn xúc phạm những cái nó quá đáng quá, nó vượt quá mức tiêu chuẩn để anh em có thể mà thông cảm với nhau. Mình chả xúc phạm ai đâu, nhưng mà thôi, con người mà cũng có người hơn người kém, người ta nói vậy thôi mình chả chấp. Cũng mình biết là cũng có thể là nhiều anh em đột kích có thể nhiều tuổi hơn mình ấy, nhưng mà mình vẫn rất tôn trọng, kể cả những ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn mình vẫn rất tôn trọng. Nói chung là anh em có cái lượt đăng ký kênh ấy thì nói thật với các bạn là một cái lượt đăng ký thì cũng chả thêm được bao tiền, chả được đồng nào cả. Anh em ký thì anh em đăng ký thôi thì anh em chả mất mát gì cả. Mình thì mình cũng chả mất mát gì, anh em chả mất mát gì, mình cũng chả được cái gì cả. Nhưng anh em đăng ký thì ủng hộ nhau giúp nhau thôi, chứ còn cái đăng ký thì nói thật là không quan trọng lắm. Anh em quý thì đăng ký. Nói chung là không mất cái gì kiểu là của miễn phí đó. Anh em có một tài khoản anh em miễn phí, anh em có thể đăng ký được thì anh em đăng ký thôi, chứ chẳng phải anh em đăng ký kênh của tôi mà anh em mất 5.000 hay anh em mất 10.000, cái đấy thì không phải. Đấy, anh em mất như thế thì tôi đã không bảo ai đăng ký. Đấy, cái đấy là làm miễn phí thì mới thúc giục anh em, bởi anh em đăng ký để ủng hộ mình. Nói chung là đi chết quá tuyệt vời. Các bạn nói chuyện mà cũng bắn ghê thế. Nói chung là cái đăng ký này thì vừa nói đoạn nào thì vừa nói chuyện là mày bắn mày ăn được 5 thằng mà quên bố. Anh em trình bày ít thôi, giờ đi bắn đi. Trình bày nhiều quá mệt. Mà bắn giải trí cho anh em xem. Chạy ác thế. Trời ơi, ngọt như nước đường. Ôi, bắn thế này thì chết người. Anh em thấy bắn có mượt không? Bắn phải slap phải như thế.
phần 2 đấy. Rồi, đám thằng. Clip mình xin được kết thúc tại đây nhá. Anh em nếu yêu quý thì nhớ cho một like và subscribe ủng hộ kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.